Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa ngày hôm nay cho chúng con thấy được điều gì là cần thiết đối với chúng con. Tác giả của sách Dạng Viên nói rằng tất cả mọi thứ đều là phù vân. Quả thật như thế, chúng con không mang theo được gì khi nhắm mắt xuôi tay. Thậm chí chúng con cũng không biết giờ nào chúng con sẽ phải ra đi. Của cải vật chất có đó rồi lại mất đi như một vòng luẩn quẩn. Tiền có thể nhiều đấy, nhưng chỉ cần một sự cố xảy ra thì cũng có thể trắng tay. Chỉ có Chúa là nơi chúng con nương thân từ đời nọ tới đời kia. Chỉ có Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Điều quan trọng là linh hồn, là tương quan với Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng con thấy được vua Hê-rô-đê đã cố gắng tìm gặp Chúa sau khi nghe nhiều lời đồn về khả năng giảng thuyết và làm phép lạ của Chúa. Nhưng ông đang tìm kiếm Chúa để phục vụ cho lợi ích của ông. Và cuối cùng là ông cảm thấy không thỏa mãn và muốn giết Chúa. Chúa ơi, khi chúng con dành quá nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm những giá trị vật chất, chúng con sẽ đi sai hướng mà Chúa dạy chúng con phải đi. Tiền bạc chưa bao giờ và sẽ không bao giờ khiến con người hạnh phúc. Trong bản chất, nó không có gì tạo ra hạnh phúc. Một người càng có nó nhiều bao nhiêu, càng muốn nó nhiều bấy nhiêu. Chúng con cần tiền bạc và của cải vật chất để trang trải cuộc sống. Nhưng xin cho chúng con nhớ rằng tiền bạc không phải là tất cả. Mọi sự đều là phù vân. Xin giúp chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa và nương tựa vào Chúa. Tìm kiếm Chúa là con đường duy nhất mang lại hạnh phúc đời đời cho chúng con. Thứ mà tiền không bao giờ mua được. Amen.